Dạ em kính chào hai vị ban giám khảo ạ. Chào thôi, không cần phải kính. Hôm nay đến chương trình này thì em định làm gì? Dạ thưa, hôm nay em hát bài Chẳng muốn làm gì ạ. Ok, mời em. Hôm nay anh chẳng muốn làm gì, ở chân lênh quanh giữa chốn đô thị. Hôm nay anh đâu thích làm gì, chỉ muốn lên xe kiếm chút thú vị. Lướt trên đường lắm xe sao thật là đông thế. Deadline ngồi dí lưng bao giờ là xong đây. Thì nghĩ sao buồn quá đây nhưng chẳng thiết tha gì. Chẳng muốn làm gì, chỉ mong được về với em. Chẳng muốn làm gì mặc kệ trời có mưa. Chẳng muốn làm gì dù ngày dài thêm nữa. Chẳng muốn làm gì, ừ thì đời cứ trôi. Buồn thì ta ngồi chiều tới tối. Chẳng muốn làm gì mặc dù người cứ đi. Chẳng muốn làm gì thôi thì ta không nghĩ. Chẳng muốn làm gì, ừ buồn thì thế thôi. Dù sao cuộc đời vẫn vui. Hôm nay anh đâu thích làm gì, chỉ muốn bên em ăn sáng rồi selfie. Hôm nay anh đâu thích làm gì, chỉ muốn đưa em đi săn shopping. Cảm ơn em. Cảm ơn. Giữa một rừng những cái bài vòng 2 nhạc toẹt thì may mắn làm sao là cái bài vòng 2 của em nó lại ok hơn bài vòng 1. Anh thấy nội dung của em viết ok. Bài hát thì cắt cái bớt cái đoạn gần cuối cuối mà có cái pa ram pa pa. Ủa, em đang định nói luôn. Nhiều quá không, không hiểu pa ram pa pa để làm cái gì cả. Nó chỉ lấp chỗ trống nhưng mà mình chỗ trống em đang chơi đàn guitar, em cắt đi đoạn nào là được, và được đoạn đấy luôn. Vâng. Tại vì em là một ca khó thực sự. Ca khúc thì ok nhưng mà cái phần hát nó làm kéo cái bài hát của mình xuống. Ok, cảm ơn em nhiều nhé. Còn cảm ơn chân thành những cái chat của hai vị giám khảo ạ. VP Bank Neo, ngân hàng số toàn năng, lướt chung nhịp sống, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.